Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đặc biệt trong ngày với Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc lại ký giả Nguyễn Văn Khanh để tìm hiểu về những khó khăn hiện nay đang xảy ra tại Afghanistan. Trước hết xin kính chào Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh. Trước hết xin được gửi lời chào đến Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SPTN. Anh nói là có những khó khăn, phải công nhận là nó không phải là chỉ ở Afghanistan không thôi mà tôi nghĩ rằng là ngay ở tại Tòa Bạch Ốc. Lý do là bởi vì thưa anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, trong 48 giờ đồng hồ vừa qua có 3 cuộc họp khác nhau ở Tòa Bạch Ốc để tìm cách giải quyết những vấn đề liên quan đến Afghanistan, và cái câu hỏi được đặt ra lớn nhất là câu hỏi chúng ta phải đối phó như thế nào. Đối phó với lại chiến trường là một, đối phó với lại chính trường là hai. Ai cũng biết là chiến trường tức là liệu chúng ta có rút quân về hay không, chúng ta rút quân nhanh hay chậm, và cái chiến lược mà chúng ta sẽ thực hiện trong vòng 48 tháng sắp đến, tức là từ bây giờ cho đến năm 2014 sẽ như thế nào. Đó là mặt chiến trường. Về mặt chính trường thì anh phải để ý thấy như thế này. Khi mà chúng ta đưa quân vào cuộc chiến Afghanistan, 88% cử tri Hoa Kỳ ủng hộ cuộc chiến này. Và họ nói rằng là chúng ta phải đi cho đến ngày chúng ta thành công. Bây giờ 60-64% bảo rằng là đã đến lúc chúng ta phải rút quân về nước. Cũng 60-64% bảo, thưa với anh và thưa cùng với là quý vị thính giả, ngay từ đầu đáng ra chúng ta không nên tham gia vào cuộc chiến. Đây là cuộc chiến vô ích và chúng ta không cần phải nên tham chiến. Người ta bảo rằng là cuộc chiến này là cuộc chiến chống khủng bố. Cử tri Hoa Kỳ trên 50%, gần 70% họ bảo rằng là chống khủng bố không nhất thiết là phải chống ở Afghanistan thì mọi thành nhân. Như vậy thì nó nằm trong vấn đề ngân sách, vấn đề chiến lược hay là tại quốc hội có một cái sức ép nào đó vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều cái sức ép. Cái sức ép đầu tiên là cái sức ép đến từ phía Afghanistan. Anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai, ông cần Hoa Kỳ. Nhưng mà ông bị cái sức ép của chính người dân nước ông khiến cho ông càng phải đi xa Washington, càng xa càng tốt. Và đó là cái lý do mà chúng ta nhìn thấy. Từ cái sức ép đó nó đưa ra cái sức ép chính trị ở ngay tại nước Mỹ. Nếu mà người ta không cần mình thì sao mình phải hiện diện? Nếu mà người ta không cần mình thì sao mình không rút quân? Và anh cũng đừng quên, từ bây giờ cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra chỉ còn có 8 tháng nữa và tổng thống Barack Obama bắt buộc phải giải quyết vấn đề này thưa anh. Như vậy là chúng ta trở lại cái vấn đề cái niềm tin của người dân ở Afghanistan đối với lại quân đội Hoa Kỳ, và hiện nay quân đội Hoa Kỳ đang tìm cách bảo vệ vấn đề an ninh cho chính mình nhiều hơn là để chống những cái người tạo ra những cái hiểm nguy, những đề khủng bố. Anh nhận định như thế nào về vấn đề an ninh cho chính người lính của Hoa Kỳ ở tại Afghanistan? Tôi nghĩ rằng là có lẽ thay vì nhận định của tôi thì tôi xin phép được đưa ra nhận định của các giới chức ở tại Tòa Bạch Ốc cũng như là giới chức quốc hội, bởi vì là trong 3 cuộc họp vừa rồi, anh thấy là cuộc họp có cả Hội đồng An ninh Quốc gia, có bên Quốc phòng, có bên Bộ Ngoại giao và những cơ quan liên hệ đến vấn đề cuộc chiến ở Afghanistan. Thì tất cả đều nghĩ đến một cái giải pháp như thế này. Làm thế nào để mà chúng ta có thể giao phần trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ Afghanistan cho binh sĩ Afghanistan càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Và lúc đó là binh sĩ Hoa Kỳ và binh sĩ NATO sẽ rút về để bảo vệ căn cứ của chính mình. Tức là họ sẽ làm cái vai trò nhẹ hơn cái vai trò họ đang giữ hiện nay. Cũng xin phép được nói rõ hơn với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN. Trong tất cả những phiên họp thì bao giờ cũng vậy, Tổng thống Barack Obama đều nhấn mạnh một cái điểm là chúng ta sẽ không bỏ rơi Afghanistan. Nhưng mà chúng ta sẽ rời Afghanistan theo đúng cái thời hạn 2014. Tôi nghĩ là như thế này. Mặc dù là kết quả cuộc họp cho đến giờ phút này vẫn chưa được phổ biến cho báo chí và hầu như là không có một tin tức nào lộ ra cả. Nhưng mà theo dự đoán của tôi thì có lẽ là chúng ta sẽ rút quân nhanh hơn. Đến năm 2014 vẫn là cái thời hạn chót. Nhưng mà từ bây giờ đến năm 2014 những cái cuộc rút quân sẽ được thực hiện nhanh hơn. Và đó là cái giải pháp làm hài lòng Afghanistan, làm hài lòng chính phủ Afghanistan, người dân Afghanistan và làm hài lòng cả người dân nước Mỹ thôi. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói rút quân ra khỏi một cái quốc gia nào đó thì phải có nơi để cho các binh sĩ trở về, hoặc là đồn trú ở tại Hoa Kỳ hoặc là khắp nơi trên thế giới. Anh Nguyễn Văn Khanh, có một cái vấn đề gì mà chúng ta có thể đặt ra là binh sĩ của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu sau khi họ rời Afghanistan không vậy? Tôi nghĩ rằng là chưa hẳn họ đã về lại Washington, mà tôi nghĩ rằng là có lẽ họ sẽ đi sang Trung Đông. Bởi vì bây giờ cái mặt trận bây giờ thưa anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, càng rời Afghanistan càng nhanh thì chúng ta càng có lợi về mặt tâm lý cũng như là về mặt chính trị. Thành ra bởi như vậy, trong khi đó thì về mặt quân sự thì chúng ta lại càng đang có một cái điểm mà chúng ta cần phải bảo vệ, đó là Iran và tình hình Trung Đông. Thành ra bởi vậy tôi nghĩ rằng là có thể binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đi Ả Rập Saudi, binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đi Kuwait, sẽ đi Qatar, vân vân và vân vân. Chứ tôi chưa vội nghĩ là binh sĩ Hoa Kỳ sau khi rời Afghanistan họ sẽ trở về nước Mỹ thưa anh. Như vậy thì vấn đề hiện nay, vấn đề quân sự có tính cách chiến lược ở trên thế giới này vẫn là ở Do Thái vậy.
Tôi không dám vội vã nói là ở Do Thái đâu, mà tôi nghĩ là như thế này. Bây giờ đó cái tình hình Afghanistan nó tự nhiên nó xoay chuyển, và nó xoay chuyển cách quá bất ngờ, và người ta phải tìm cách giải quyết về cả mặt chính trị lẫn về mặt chiến trường. Thành ra bởi như vậy thì người ta chú ý đến Afghanistan nhiều hơn là ở Do Thái, nhiều hơn là cái tình hình ở Iran. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong cái vai trò của nhà lãnh đạo, đương nhiên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ông phải nhìn thấy là ngoài Afghanistan, cũng đây không phải là chỉ là cái chuyện của Afghanistan không thôi, nó lại còn về vấn đề Trung Đông, về vấn đề Do Thái. Và khi nói đến Trung Đông thì chúng ta cũng đừng quên Al-Qaeda, Hezbollah, đó là những tổ chức khủng bố. Và nếu mà ông tiếp tục cái cuộc chiến chống khủng bố thì chuyện ông đưa quân sang Trung Đông là cái điểm không ngạc nhiên, thưa anh Võ Thành Nhân. Và khi mà chúng ta trở về Trung Đông, nó khác hơn là chúng ta trước kia ở Iraq, phải không? Câu trả lời là hoàn toàn đúng. Ngày xưa chúng ta vào Iraq, bây giờ chúng ta đến Trung Đông, hai cái câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau, thưa anh. Xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin của chúng tôi và ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu về một số khó khăn ở tại A Phú Hãng hiện nay. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Cũng một lần nữa xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Cũng một lần nữa cảm ơn anh Võ Thành Nhân, và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tin đống xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.